Xin chào quý vị khán giả nha. Hôm nay mời quý vị khán giả đến với kênh của Tâm sự chị Tâm tình. Hôm nay em xin chia sẻ một câu chuyện như sau. Chồng cũ khi sau khi chán bồ rồi thì lại muốn quay lại với vợ con bằng cách là anh ta gửi tiền để nuôi con. Từ trước đến nay thì anh ta chưa bao giờ gửi tiền để nuôi con cả. Nhưng sau khi chán bồ rồi thì lại gửi tiền cho vợ để nuôi con. Và anh ta có ý định là dùng cái đồng tiền đó để mua chuộc lại tình cảm của vợ. Mời bà con cùng đón xem. 2 năm anh ta chẳng ngó ngàng gì đến. Chồng cũ đột ngột 1 tháng gửi 20 triệu đồng để nuôi con. Khi biết lý do mà tôi ngã ngửa. Sự hào phóng đột xuất của anh ta khiến tôi cảm thấy không yên tâm. Chính vì thế tôi hẹn gặp mặt để hỏi lý do tại sao anh lại làm như vậy. Chồng tôi và tôi đã ly hôn với lý do là anh ta ngoại tình. Khi tôi phát hiện ra anh ta ngoại tình, anh ta thẳng thừng bảo không chịu được thì cứ viết đơn đi, tôi sẽ ký ngay. Đến mức đó, còn níu kéo làm gì nữa, tôi dọn đồ bế con ra khỏi nhà chồng ngay lập tức. 2 năm sau khi ly hôn, chồng cũ mải mê yêu đương chẳng ngó ngàng gì tới con trai cả. Cả 2 đứa con tôi đều là con trai. Anh ta không hề gửi 1 xu nào để cho tôi nuôi con. Thỉnh thoảng mới nhắn tin hỏi thăm vài câu cho có lệ. Lâu lâu đòi đón con về bên nhà chơi, nhưng thằng bé nó lạ bố và cũng không theo về. Bởi vì là cũng không gửi tiền, cũng không thăm con mà chỉ gọi điện thôi. Đột nhiên cách đây 4 tháng tự dưng tôi lại bắt đầu nhận được 20 triệu đồng 1 tháng để nuôi 2 đứa con. Và đều đặn 4 tháng liền anh ta cứ gửi tiền như vậy. Và với lý do ở trong cái chỗ gửi tiền ấy là để nuôi con. Tôi cũng rất là ngạc nhiên. Sau sự thay đổi khác với một trời một vực của chồng cũ khiến tôi không khỏi bất ngờ. Lẽ nào sau một thời gian dài bỏ bê con thì anh ta đã hối hận, đã chu cấp 20 triệu đồng 1 tháng là một con số sự rất là bất ngờ. Cả 4 tháng liền chồng cũ đều đặn gửi cho tôi vào đúng một ngày cố định, không cần phải nhắc nhở lời nào. Sự hào phóng đột xuất của anh ta khiến tôi cảm thấy không yên lòng. Chính vì thế tôi đã gọi điện và hẹn gặp anh ta để hỏi tại làm sao mà anh lại gửi tiền đều đặn như thế, hơi bất thường. Anh ta trả lời: anh vẫn còn yêu em và thương con rất là nhiều. Anh xin lỗi em về tất cả những chuyện ở trong quá khứ. Hãy tha thứ cho anh, chúng mình đoàn tụ đi em, vì lợi ích của con chúng ta. Chồng cũ nắm chặt tay tôi và tha thiết đề nghị. Lúc đó tôi mới hiểu, hóa ra chồng cũ muốn quay lại với tôi. Nhưng vì anh ta quá xấu hổ với những lỗi lầm và cách hành xử trong thời gian qua, nên muốn dùng tiền để xoa dịu cho tôi trước. Sau đó thì cũng muốn hẹn để gặp tôi. Đợi đến thời điểm thích hợp nào đấy thì anh ta sẽ đưa ra cái yêu cầu tái hợp. Thực sự ra tôi vẫn còn rất yêu chồng, rất yêu con và cũng muốn cho con một mái ấm đầy đủ, có cả bố cả mẹ. Nhưng nghĩ đến những cái lỗi lầm và những cái anh ta đã gây ra cho tôi thì cái tôi lại lên mà không muốn tha thứ để cho anh ta quay về. Bây giờ xin ý kiến quý vị khán giả xem là bạn này sẽ phải làm gì, sẽ nên làm gì. Thực sự ra vẫn còn yêu chồng, muốn cho con có đầy đủ hạnh phúc, có bố có mẹ, nhưng với những cái lỗi lầm của chồng gây ra như vậy thì liệu là họ quay lại với nhau thì có hạnh phúc thực sự hay không, hay cứ ở như vậy rồi sẽ tìm được một người nào đó thích hợp để tiến tới cuộc hôn nhân tới. Thì xin quý vị khán giả đưa ra ý kiến bình luận cho lời khuyên trong cái trường hợp này nhé. Em xin cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ đến kênh của Tâm Tình, Tâm Sự Chị Tâm Tình. Và quý vị hãy nhấn chuông để tiếp tục theo dõi những câu chuyện tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.